Kho đồ điện tử rộng hàng nghìn mét vuông đổ sập sau vụ cháy. Hỏa hoạn hơn 3 giờ khiến một phần kho rộng 17.000 mét vuông ở quận 7 chứa hàng điện tử, thiết bị văn phòng đổ sập. Khói còn nghi ngút trưa ngày 12 tháng 11. Sáng ngày 12 tháng 11, khu vực kho cháy rộng hơn 2.000 mét vuông bị đổ sập, khói bốc lên nghi ngút từ đống tro tàn. Kho nằm trên đường Bế Văn Cấm, quận 7, chứa thiết bị văn phòng, đồ điện tử, bánh kẹo, nước đóng chai, gần khu dân cư đông đúc, bốc cháy lúc gần 19 giờ hôm qua. Cảnh sát phòng cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều 13 xe chữa cháy, hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường. Hai xuồng tàu của lực lượng trên sông rạch gần đó cũng được huy động dập lửa. Hơn 3 giờ, cảnh sát mới khống chế được đám cháy. Đến 10 giờ, lính cứu hỏa vẫn túc trực kéo vòi rồng xịt nước lên mái tôn nhà kho để làm mát, ngăn lửa bùng phát trở lại. Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chữa cháy gặp nhiều khó khăn do kết cấu xây dựng bị sụp đổ, chiến sĩ phải tìm cách tiếp cận nguồn cháy từ gầm của nhà kho khi nhiệt độ cao, nhiều khí độc. Vị trí cháy cách xa nguồn nước, cảnh sát phải dùng tàu bơm tiếp nước từ sông cách đó 500m. Lực lượng chức năng dùng xe múc phá tường để dọn dẹp hàng hóa cháy rụi ở nhà kho. Xung quanh khung sắt, xà gồ bị biến dạng sau hỏa hoạn nhiều giờ, thiệt hại chưa được cơ quan chức năng thông tin. Khu vực hỏa hoạn gồm 3 dãy nhà, nơi phát lửa là nhà kho nằm ở giữa. Cảnh sát đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ dập lửa suốt đêm, bảo vệ được dãy nhà xưởng và trường học kế đó với tổng diện tích hơn 15.000 m2. Thượng tá Đỗ Văn Kháng cho biết nếu lửa lan sang nhà xưởng rộng hơn 11.000 m2 bên cạnh thì đây là đám cháy khủng khiếp, hậu quả nặng nề. Do vậy, lực lượng cứu hộ bằng mọi cách ngăn đám cháy lan. Một góc nhà kho đổ sụp cạnh trường trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn, cảnh sát đã mất nhiều giờ để ngăn lửa lan sang trường học này. Một bảo vệ đứng quan sát nhà kho thành đống đổ hoang tàn sau vụ cháy. Tuyến đường trong khuôn viên kho dẫn vào nơi này ngập nước, được lính cứu hỏa xịt vào để dập lửa. Đến trưa nay, 3 tàu của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được huy động để bơm nước từ kênh tẻ cách kho cháy 500m để dập lửa. Hàng chục cảnh sát, dân quân tự vệ phong tỏa lối vào nhà kho để xử lý hiện trường. Ngoài lực lượng chức năng, không ai được vào khu vực này. Tối qua thì lửa bốc lên đỏ rực tại nhà kho, cột khói cao hàng chục mét lan tỏa ra khu vực dân cư mù mịt. Cảnh sát đã kéo vòi rồng đứng trên dây chuyền vận chuyển hàng để xịt nước dập lửa. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do kết cấu xây dựng bị sụp đổ, chiến sĩ phải tìm cách tiếp cận nguồn cháy từ gầm của nhà kho khi nhiệt độ cao, nhiều khí độc. Lửa bao trùm kho hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh vào đêm qua.